Ê, mình nói cho bạn nghe nha. Dù sao anh em của mình là cùng xe, cũng quýnh lỡ ẹt mà cùng á. Một á là mày cút, hai á là tao chạy. Giờ mày chọn đi. Ui. Ui. Em mình đang ở một cái khung cảnh rất là đẹp ha. Thì nhiều anh em hỏi mình cái đường này đường nào mà sao đẹp vậy anh, thì thực tế chia sẻ với anh em là cái đường này là ở gần ngay cái chỗ nhà mình, và cái khu này là khu làng đại học anh em đó, khu làng đại học, và cái đường này đường rất là vắng đó, rất là đẹp đó. Thì thường cuối tuần rất là nhiều anh em ra đây, và cái đường này anh em buổi tối nha, nó cực kỳ nguy hiểm luôn á đó, cho nên là mình rất là ít đi vào đây. Và thường hồi xưa cái đường này á, là nó có nhiều băng phái nữa kìa, băng phái tụ tập nữa đó. Thì không biết đợt này lâu lắm rồi mình không biết còn băng phái nào tụ tập hay không đó. Tuy nhiên là cái cung đường như thế này mà để gọi là đua xe thì nó tuyệt vời anh em ha. À, khúc này là hết rồi, khúc này hết rồi đó. Nếu mà có chạy chạy lên dốc trên cao đây. À, mình sẽ dừng ở đây một xíu để cho anh em xem cái khung cảnh sơn hữu tình này. Ui. Trời ơi, ghê chưa? Mình đi quay bạn ơi. Biết đây là đâu không? Đây là khu vực gần nhà mình mà. Đây là biết xe gì không? Xe hả? Từ từ nha. Xe này hả? À đây Exciter. Mà cái này hồi, hồi lúc nó ra là Exciter họ hay bảo là King of Street đúng không? Ông vua đúng không? À. À. Đây là hội của Ed. Ừ. Đường này là của Ed. Ừ. Đi đâu đây? Lão Quyển đi đâu đây? Hả? Cái gì? Lão Quyển đi đâu đây? Đi đâu đây? Hả? Cái gì? Lão Quyển đi đâu đây? Lão Quyển hả? À Quyển lão đúng không? Trời. Đi qua đi chơi thôi, mình đi quay vlog cho anh em xem thôi. Vô đây có xin phép hay chưa? Phép hả? Chưa. Phải hỏi người ta chứ, trong đây là hỏi của Ed mà. À vậy hả? Nó nhỏ vậy nè. Cái anh chạy nãy chung với bạn á, như xe mạnh đúng không? Cho mình mượn review xíu được không? Chùm của nhóm á. À chùm nhóm hả? Ừ. Ôi, xe mạnh lắm á. Ừ, xe cộng mấy? Xe sổ nhưng mà không nói được. Ờ à, xe bài riêng. Ừ. Vậy cho mượn review xíu được không? Được. Ừ. Đại ca cho em mượn em review xíu nha đại ca. Xíu thôi nghe. Ừ dạ. Bây giờ sao anh em, bây giờ mình bị vô cái thế này thôi. Lỡ đường nào cũng vô thế thôi, mượn review xe cho anh em xem. Này. Công nghệ mà không có cái gì lót luôn anh em. Quá dữ. Mà trái này. Đại ca ơi, cái này cộng bao nhiêu đại ca? Cái này là xe bùa thầy làm không nói được. À. Chắc mạnh lắm đại ca nha. Nói chung ra là thì CB 350 là em lại. CB 350 là em lại. Ồ chết. Ồ tít luôn hả? À chết đại ca, em tắt nhầm chìa khóa. Đâu để em nổ máy nhẹ thôi nha. Ồ đề mà không nổ luôn đại ca ơi. Đó. Quá dữ. Rồi để em qua đây em xem coi. Xe này đại ca hạ sao mà em thấy nó lùng vậy đại ca hạ hết luôn hả? Cắt đi 6 phân. À. Cắt đi 6 phân. Quá dữ đại ca ơi. Thế này đại ca kéo bao nhiêu đây? Gấp à. Vâng, đại ca kéo bao nhiêu đây? Gấp zin. Gấp zin. Zin để chạy cho nó đầm chứ chạy ra vũ quá. Quá dữ đại ca ơi. Thôi, đây. Xin đại ca ăn tiếng thôi, lỡ giờ tôi về được không? Lỗi gì mà lỗi, vô đây không xin phép người ta giờ. Một là quay đầu, hai là biến. Ê, mình nói cho bạn nghe nha. Dù sao anh em của mình là cùng xe. Cũng... cùng quên lỡ, ẹt mà cùng á. Thôi, dù sao rồi thôi, bây giờ lỡ rồi thôi. Giờ vai. Một á, là mày cút. Hai á, là tao chạy, giờ mày chọn đi. Chạy hộ, cho chạy trước luôn.
nè, nói cho trước nha, để nha, để mình quay đầu xe lại mình xử mấy bạn sao. Cút nè, chạy anh em, chạy. Ui. Mình đang ở đâu đây? Xe mình kia mà. Bỏ chạy xe tơn này. Đình ghê. Alo anh. Alo. Em nghe. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở ngoài hồ đá gần dốc á anh. Nãy anh đi quay video anh bị một đám exeter nó đánh trọng thương rồi. Ủa anh đang ở đâu á? Anh đang ở như ở cũng gần hồ đá gần chỗ em á, để anh gửi vị trí qua, có gì qua đây giúp anh cái. Rồi nhanh để em qua đi. Ok em. Mà đi thì cứ vô báo đi, vô báo ổng. Có chuyện gì em? Anh Thơ đang bị mấy đứa exeter nó ức hiếp anh. Ở đâu em? Ở ngay cái đàn trên anh. Đây em anh, đi ngay. Anh bị bọn exeter nó quýnh. Nó quýnh khúc nào anh? Nó quýnh anh ở dưới đây nè, anh chạy mãi từ dưới vòng lên đây. Giờ tụi nó chạy đi đâu rồi anh? Bây giờ bọn nó đi đâu rồi? Bây giờ nãy anh ở dưới là biết là cái hang ổ của bọn chúng ở dưới đó. Bây giờ thôi, giờ anh em về kiếm một cái chỗ nào đó, anh em mình tụ tập lại để bàn cách xử bọn exeter này mới được. Đấy không? Ok, đi. One day later. Bây giờ anh vẫn còn đau của mấy đứa. Bây giờ mình hôm bữa là anh biết cái tụ điểm của bọn nó nằm ở dưới kia rồi. Đó. Thì bây giờ vậy, bây giờ mình sẽ lên kế hoạch bắt một thằng nào đó để mình trả thù. Ha. Thì vừa rồi là anh thấy một thằng mà nó mập mập mà nó mặc áo màu đen. Đấy. Chạy gì anh? Exeter. Nó băng nhóm của nó Exeter mà. Bọn nó tự hào lắm. Bây giờ vậy, mình sẽ núp lùm. Tại vì anh thấy thằng đó nó hay đi ngang qua chỗ đó rất là nhiều. Giờ mình sẽ núp lùm ha. Bắt nó. Núp cái lùm trên kia. Núp lùm trên kia, đi. Chị Yến ơi. Trời ơi, đi đây. Nó bị lũ. Sao em bị lũ hả? Thiệt. Cái này chiến anh chứ.
chưa ngán thằng nào, chạy trong nhóm em rồi, còn anh Quân đỉnh không rồi, nên em gói anh là Exeter mãi đỉnh. Ok luôn. Không? Ok. Ok, bắt tay.